Đây là cầu thang mình khảo sát ban đầu đấy các bạn. Mình sẽ đi vào chỗ này nha bạn, nó và ra hướng kia. Hello mọi người, trong cái video ngày hôm nay nha mọi người, nay cầu thang sân ốc của mình là chiều ngang nó là 1m2 nha mọi người, 1m2 ha. Thì cầu thang của mình hiện tại là 3m3 và mình chia cho 15 bậc, thì mỗi bậc là 22 mọi người. Thì cái lối đi của mình là hướng bên này nè mọi người, hướng bên ta phải nha mọi người, đi vòng mình đi ngược chiều cái đồng hồ, mình đánh vòng qua bên kia đó, mình ngược lại và hướng ra là hướng bên trái và bên cùng bên này mọi người đó, mình chỉ giải hướng ra mọi người. Và đây là hướng lên nè. Thì để cách tính được cái cầu thang này thì mọi người mét hai, thì mọi người vẽ cái đường cung này ra cho mình mét hai nha mọi người. Cái này gọi là cái mâm cầu thang đi ha. Mình cắt cái cây này là 34 nè, ở 34 thì mọi người cái mâm đầu tiên này, thì mọi người bắt đầu đuổi từ cái mâm đầu tiên này nha. Đó, cái mâm đầu tiên này đó, 1 2 3 4 5 6 cho đến đấy nha, 15 mâm mọi người, 15 mâm đây này. Đó, cái mâm số 12 13 14 mọi người, 14 thì cái mâm cuối cùng này là mâm nghỉ ha. Đó, mâm nghỉ thì tính như vậy thì mọi người biết được cái chiều rộng của cái mâm này là bao nhiêu nha mọi người. Đó, mình tính ra được cái chiều rộng của mâm này là 34 phân mọi người. Mình nháp được rồi thì mình mới đi đặt mâm nha mọi người. Đó, thì ở đây mình cũng dập được cái mâm là 34 nha mọi người. Đã chuẩn bị được cái mâm dày 1 ly 8 đây mọi người. Đó, mâm ly 8, trụ ly 8 luôn nha mọi người. Và tay vịn thì ly rưỡi. Tuy là sắt dài nhưng mà phải chia mấy cây để mình đạp lên nó không có bị nhún, để cho người ta đi nó đảm bảo, người ta đảm bảo cái độ an toàn người ta nha mọi người. Đây nó có 15 mâm thì mình đánh dấu nè bạn. 22 phân một mâm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 đó bạn. 15 tới đây là 15 là mâm nghỉ nè. Mâm nghỉ là 3m33 này, nằm sẽ nằm đây nha bạn. Còn từ đây lên tới đầu kia là cái lan can nè. Đó các bạn, cái cầu
vừa mình cắm thì nó cũng đã hình thành rồi các bạn. Đó, thì số mâm thì cũng đủ là 14 mâm và một mâm nghỉ là 15 nha các bạn. Thì chiều cao đủ là 3m3. Có thêm hai cái thành lan can hai bên nha các bạn. Đó thì khi mình bước lên bậc cuối cùng là bậc 15 này, mình sẽ ra hướng bên kia ha. Đó thì hướng lên là hướng lúc đó các bạn, giống như lúc đầu mình ban đầu mình chạy á, nó lên đó và hướng ra là chỉ một nha các bạn. Đó mình làm như vậy thì mình sẽ cắt ra nha các bạn. Đó mình sẽ hàn mấy cái máy này cho nó cứng lại. Đó nghĩa là ba mâm nha các bạn. Ba mâm là mình sẽ cắt ra cắt đời đây nha các bạn. Đó. Và dưới đây cũng nè, ba mâm này 1, 2, 3 mình sẽ cắt đời đó các bạn. Bên kia nữa 1, 2, 3 là mình sẽ cắt rời ra. Còn thang này m2 nhưng mà đưa lên là 4 thì chỉ trong thành phố chỉ có cắt ra thôi, chứ không có không giống như quê các bạn. Như quê thì mình bắt động thì mình đưa lên các bạn dễ rồi. Còn đây là bắt buộc mình phải làm theo cách này các bạn. Mình sẽ cắt ra. Đó, anh Thừa đang lấy cái tay cầu thang các bạn. Lấy cái đập thì mình mới uống theo cái cửa này lên được cái tay cầu thang. Đó thì cầu thang mình đã hối rồi các bạn, tháo ba mâm một nè các bạn. Đó mình tháo để mình sơn. Mình sơn trước một nước xong rồi mình đi lên công trình nha. Thấy tao hết rồi. Đây là cầu thang mình có cắt bên nào đấy các bạn. Ở dưới nhà cho nó đi này giống nó. Mình lên hình tăng này ha. Đó bạn, thì cái lối đi ra thì nó sẽ nằm theo đây mà là hướng trái này, giống như mình đã thiết kế lúc ban đầu ha. Thank you.
sang của mình đó các bạn. Khi mình làm xong thì nó hiện nguyên hình đây, ló lên nè và ló ra. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đó, giờ mình quay trước cho một tí nữa sơn ướt mình không lên được. Quay mập đấm. Cầu thang lấy 8 bạn. Mâm đi 8. Cầu đi 8. Tay vịn ống bố 2. Thì bên mình có nhận đặt cầu thang và uống tay rồi các bạn. Bạn nào mà ở vùng sâu xa mà không có khả năng dập mâm uống tay thì liên hệ với mình. Bên mình sẽ gửi về tận nhà cho các bạn. À, đây là chủ nhà làm cái thang để đi ra bằng nước. Mình sẽ quay xuống các bạn xem nha. Đó, toàn bộ thang mình làm xong rồi. Bây giờ cái này mình hàn và mài hoàn thiện xong rồi. Giờ mình chỉ việc sơn xong nữa là mình dọn đồ về đó các bạn. Xem xong video này mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Anh nhìn đây đi xuống. Xuống cho các bạn xem cầu thang sắn ốc. Đó. Hai ngày thì hoàn thiện cầu thang mọi người. Bây giờ anh Mập chuẩn bị tiến hành sơn mọi người. Ở cuối video bạn nào thấy video mình mà muốn đặt cầu thang hoặc là đặt cầu thang uống tay thì mình sẽ cấp cho các bạn. Đó, bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ nha.